Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ xuống tóc, lộ mặt ú nu, đọ vai rùa với Cai Thanh Nguyễn ở hậu trường phim mới. Mở đầu vũ trụ mỹ nhân được bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito ra mắt. Vừa qua, phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ mở hàng với sự góp mặt của hai mỹ nhân hàng đầu màn ảnh Việt là Ninh Dương Lan Ngọc và Cai Thanh Nguyễn. Bên cạnh hàng gương mặt đình đám này, đoàn phim cũng vừa hé lộ thêm các diễn viên tiếp theo sẽ góp mặt đình đám trong dự án, đồng thời tiết lộ nội dung phim thông qua buổi đọc kịch bản. Theo đó, phim đánh dấu sự trở lại của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, Lê Xuân Tiền giữa dàn mỹ nhân hội chăn chuối từ vũ trụ Gái Già Làm Chiêu. Ngoài ra, Cô Gái Từ Quá Khứ còn có sự tham gia của loạt gương mặt mới là nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Lãnh Thanh và Ốc Thanh Vân. Trong phim, Ngọc Nữ màn ảnh Việt tiếp tục thủ vai Hoàng Quyên, Miss Q, nhân vật đã ghi dấu ấn với khán giả từ Gái Già Làm Chiêu. Đáng chú ý, nữ diễn viên đã xuống tóc từ rất sớm để bắt đầu bước vào nhân vật. Cô cho hay, với sự trở lại lần này cùng diện mạo hoàn toàn mới, câu chuyện giật gân, ly kỳ của Miss Q hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị và bất ngờ. Khi đọc và phân tích kịch bản thì nhân vật Miss Q đã không còn là của Gái Già Làm Chiêu nữa. Chính điều này khiến bản thân Lan Ngọc rất hào hứng nhưng cũng đầy áp lực với vai diễn lần này. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng xác nhận sẽ xuất hiện trở lại với vai bà Kim, vai diễn mới mẻ hoàn toàn so với các nhân vật trước đây. Tôi là diễn viên duy nhất được đọc kịch bản từ đầu tiên cho đến bản in cuối cùng bây giờ là bản thứ 27. Không phải tôi được hai đạo diễn ưu ái, mà do ngoài việc tôi là diễn viên của dự án thì còn được giao trọng trách hướng dẫn diễn xuất cho các diễn viên trẻ nên tôi phải được đọc kịch bản sớm để có thể lên giáo trình cho họ, cô chia sẻ. Để làm tốt vai trò người hướng dẫn diễn xuất cho các diễn viên trẻ, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống trước thời gian phim bấm máy 1 tháng để tập trung toàn bộ thời gian cho việc dạy học. Được biết, Lan Ngọc và Cai Thanh Nguyễn cũng như các diễn viên khác sẽ được nhà sản xuất lên lịch học liên tục cùng nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cho tới ngày bấm máy. Mỹ nhân Gen Z Cai Thanh Nguyễn hào hứng với quyển kịch bản trên tay. Cô cho biết, năm nay kịch bản được làm theo phong cách red script, toàn bộ nội dung được in đỏ, đặt sự bảo mật vào mức tối cao. Được biết, trong Cô Gái Từ Quá Khứ, Cai Thanh Nguyễn vào vai Quỳnh Yên. Quỳnh Yên là một nhân vật mới chưa từng xuất hiện trong các phần phim trước đây, là một người bạn cũ của Miss Q do Ninh Dương Ngọc thủ vai. Qua những tiết lộ từ nhà sản xuất thì rất có thể Quỳnh Yên chính là cô gái từ quá khứ khiến Miss Q mất tất cả tiền tài, danh vọng, sự nghiệp và thậm chí là cả tình yêu. Cai Thanh Nguyễn hé lộ Quỳnh Yên là dạng vai rất hiếm có trong thị trường phim ảnh Việt hiện nay nên Cai Ti rất thích thú khi được thử sức với thể loại phim cũng như là tính cách của nhân vật này. Hơn nữa, được hợp tác cùng chị Lan Ngọc và mẹ Lê Khanh trong cùng một dự án là một điều khiến Cai Ti rất mong đợi và hiện tại Cai Ti đang rất tập trung cho vai diễn cũng như là cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhân vật Quỳnh Yên. Nam diễn viên Lê Xuân Tiền cũng được quay trở lại với vai diễn Jack, chàng phi công trẻ của Miss Q. Lê Xuân Tiền cho biết, tôi là người cuối cùng biết mình sẽ được trở lại cùng Miss Q nên rất bất ngờ. Lần này được đóng chung với ba mỹ nhân màn ảnh Việt rất giỏi mà tôi vô cùng mến mộ, khiến tôi hào hứng và cũng áp lực giống như cảm giác lần đầu tham gia vào Gái Già Làm Chiêu. Phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ xoay quanh hai nhân vật Hoàng Quyên Miss Q, Ninh Dương Ngọc và Quỳnh Yên Cai Thanh Nguyễn. Bộ phim thuộc vũ trụ mỹ nhân của đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân với sự tham gia của Lan Ngọc, Cai Thanh Nguyễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Hữu Châu, Lê Xuân Tiền, Lãnh Thanh, Ốc Thanh Vân, Thùy Anh, Phương Lan, Thoại Tiên cùng nhiều diễn viên chưa được tiết lộ.